Ok, hello anh em, quay trở lại với kênh Thanh Media của mình. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 nha anh em. Mém nữa nói 20 đây rồi. Thì hiện tại mình đang có mặt trên đường Võ Văn Kiệt, đại lộ. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái tour đi Vũng Tàu. Gọi là cái tour bước chào luôn anh em. Thì hôm nay Sài Gòn có bắn pháo bông đó các bạn. Theo mình được biết là như vậy, nhưng mà nói chung là mình nghe đồn thôi nha anh em. Chứ hôm qua giờ nhiều khi tao lễ mình còn không có xem lịch trình có bắn hay không có bắn nữa các bạn. Thì hôm qua giờ người ta đi về quê hết giờ rồi các bạn. Thằng top thì đi về quê, thằng top thì đi tour. Còn mình nằm ở nhà từ hôm Chủ nhật tới hôm nay, chả biết đi đâu hết. Với lại bạn của mình thì tụi nó cũng đi về quê hết trơn rồi. Mình thì hôm nay tự nhiên cái suy nghĩ đi Vũng Tàu các bạn. Thì thật sự ra mà nói Vũng Tàu thì cũng 3 năm mà các bạn, 3 năm mà mình không có quay lại Vũng Tàu. Vũng Tàu hồi xưa mình đi nhiều. Thì hôm nay mình đi chung với vợ của mình. Thì vợ mình là hơn 20 năm rồi các bạn, chưa đi Vũng Tàu. Nói chung là hồi nhỏ có đi nhưng mà hơn 20 năm mà chưa quay lại. Thì hôm nay thì sẵn mình chở vợ mình đi Vũng Tàu luôn các bạn. Mình bắt đầu khởi hành đi từ lúc 6 giờ. Thì lâu rồi không có đi Vũng Tàu nên là mình cũng chả biết ở ngoài đó đường xá nó giờ nó như thế nào. Mình cũng không biết như thế nào cho nên là chạy thì mình sẽ không nhắm được thời gian của mình đến nơi là khoảng bao nhiêu tiếng đâu. Rồi khu vực này ngày hôm nay sẽ có bắn pháo hoa nha các bạn. Tại vì nãy giờ mình chạy mình cũng thấy mấy anh giao thông lượn lượn, nghĩa là tối nay sẽ dàn xếp cho sau nó đừng có ùn tắc các bạn. Wow. Hôm nay là người ta đổ về này các bạn. Còn tụi mình thì tụi mình đổ ra các bạn. Tại nếu mà các bạn đi vào ngày hôm qua ha. Hôm nay là 2 tháng 9, nhưng mà người ta đã đi chơi ngày hôm qua rồi. Hôm nay người ta về Sài Gòn lại. Tất nhiên hôm nay là người ta đổ về Sài Gòn rất là đông các bạn. Còn mình đổ ra đi chơi thì nó lại vắng hơn. Này không biết có vắng hay không thì các bạn theo dõi video của mình nữa một chút là sẽ biết liền à. Ok anh em, đây là cái đường Đồng Văn Cống nha. Đường này sẽ tiến thẳng vô trong phải có lái nha các bạn. Lâu rồi mình mới đi lại cái đường này các bạn. Ok. Ở bên đây luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái khúc này nó vẫn xấu như ngày nào. Nó cứ gồ ghề cả tưng cả tưng cả tưng. Ok, lên thăm lại cái phải các lái thôi, không biết bây giờ có gì thay đổi hay không. Vô phà. Lưu ý với các bạn một điều rằng đi phà nó cũng giống như đi xe buýt vậy các bạn. Các bạn nên chuẩn bị từng lẻ sẵn ha, để người ta đưa vé vào vô liền luôn. Để thối đường số tiền lớn nó thối lâu lắc quá. Đó. Phà các lái đây rồi. Lâu lắm rồi không có đi phà các lái. Anh không biết nữa, em đưa đại đi, có mấy ngàn à. Lâu rồi không đi quên luôn. Phải em đưa em rồi. Bây giờ có dịch vụ mà đưa thẻ nữa anh em. Ok. Mở chuông. Ừ.
lân pha. Ok, chui vô trong đây các bạn. Sao tự nhiên đi lâu lâu đi là cái phà, thấy cái phà này nhỏ quá các bạn. Chứ tại mình có ấn tượng với những cái phà ở dưới miền Tây nhiều hơn, nên là ở dưới miền Tây những cái phà nó to lắm các bạn. Còn lâu lâu đi lại nhìn cái phà các lái này nó nhỏ nhỏ sao á. Ok anh em, đây là dù qua phà các lái nha. Đó là qua bên đây, đây là địa phận của dân trạch nè. Lúc nào phà các lái mình cũng thấy cái cảnh tượng này hết. Kẹt xe xếp dài luôn anh em ơi. Dài thì là dài luôn, thâm thẳm luôn. Biết chừng nào mới được lên phà đậu thuốc dưới đây. Xếp hàng cũng 3 cây số chứ ít gì. Đây đây này, tới có sao mình xì chứ. Có rồi chứ. Ây da. Ok. Chạy lên luôn. Oh, wow. Ủa, chị Nguyệt phải không? Chiều mấy tụi em mới chạy về chiều phải không? Em không nhớ chị thôi. Nhưng mà khi mà chị tìm Zalo với lại Facebook của em ấy. Dạ. Chị biết là người quen mà. Dạ dạ. Đồ đám ở bên xuống ủng hộ chị. Dạ. Bao năm gặp nhau thế vẫn đẹp trai như vậy. Phòng máy này. Phòng 202. Phòng máy này. Hai em lên tầng 2 và phòng 202 nhé. Dạ dạ. Nó lên hùng lên rồi. Thôi chứ làm sao. Xuống trước đi. Nè em. Ok. Mở. Ok, nhận phòng rồi các bạn. Ok. Toilet sạch sẽ. Mình đặt cái phòng đơn các bạn mà hết phòng rồi, cho nên là cái chị đưa mình cái phòng đôi luôn. Nhưng mà vẫn tính giá phòng đơn. À, hôm nay là ngày 2 tháng 9, ngày mai là ngày 3 Tây rồi, chắc hôm nay là người ta đổ về Sài Gòn các bạn. Ok. Có TV luôn nè. Ok anh em, đây là mì xào ốc móng tay nha. Đó, mì xào ốc móng tay nè. Rồi, mời mọi người ăn mì xào ốc móng tay nha.
nước này là anh em vừa lũ luôn các bạn. Thổi gần chan nước luôn á, anh em vừa ăn luôn. Ngon á. Đây, có móng tay các bạn. Ok á. Ok anh em, đây là cái món hào vừa. Hào ốc chảo à. Đó. Ăn nó có vị chua chua các bạn. Ngon. Hào ốc chảo với trứng, bánh mì. Bánh mì thì mình xé nửa khúc rồi bạn. Còn lại vô đây. Khá là ngon luôn. Ok các bạn, đây là ốc hương muối ớt nha. Ốc hương muối ớt nha. 2, 4, 6, 8, đâu đó khoảng 10 con các bạn. Ok, ăn xong rồi thì bây giờ tụi mình lượn đi vòng vòng cho anh em. Không biết Vũng Tàu buổi tối lâu rồi, không khí nó như thế nào. Bây giờ là hơn 10 giờ rồi đó các bạn. Mà Vũng Tàu vẫn còn nhộn nhịp ha. Okay, bây giờ mình sẽ đảo một vòng các bạn. Lên trên kia luôn các bạn ơi. Ủa, ở đây mới mở cái quán cà phê nữa. Hồi trước mình đi không có. Chưa bao giờ mà mình đi Vũng Tàu xuống khoảng khung giờ này các bạn. Chưa bao giờ mà 10 giờ mấy mà mình đi lang thang xuống dưới đây hết. Wow wow, gió dữ trời. Cà phê võng.
dạo biển, dạo biển. Dạo gần đây Vũng Tàu cho thuê cái loại mô hình là thuê thuê xe điện ha, chạy vòng vòng cũng lý tưởng nhưng mà giá cũng hơi chát. Kem bơ dừa cũng đảo. Em trái dừa. Kia kìa, phải không ta? Đây các bạn, đây là cái cáp treo đi lên nè, cáp treo Hồ Mây là mình có đi chơi dọn các bạn. Nói chung là một vé 400.000 cũng chẳng là có nhiều cái trò chơi cho các bạn chơi lắm. Suối bên biển rồi, ok, ngày mai ghé vô quán này. Bây giờ nó nghỉ rồi. Giờ như nó nghỉ không ta? Thôi đi ăn tàu hủ xong rồi về phòng, ngày mai đi chơi tiếp. Có mấy cái gạch đá các bạn, có mấy cái gạch đá nên là lý tưởng thôi, để mà có đá này kia là mình nên đỡ chán hơn là lý tưởng không. Tết vậy. Qua tối là thấy
nữa hả? Đông quá vậy. Okay, các bạn thì mình chạy một hồi thấy cái quán này tấp vô ăn luôn các bạn ơi. Đây là cái menu của nó nè. Giá tầm 35, 40, 45, 50. Ok. Bây giờ mình ăn mình sẽ review cho các bạn biết sao ha. Ok anh em, đây là cái tô bánh canh chả cá nha, Vũng Tàu. Kêu hai phần nha. Đây là cái chén nước chấm. Chấm của mình. Ok. Ok. Rồi mời các bạn bánh canh nha. Đây là cục chả cá các bạn. Cục chả cá. Thì cái chả cá này mình ăn thấy nó khác với lại ở ngoài Bình Thuận các bạn, là cục chả cá này nó tròn các bạn, kiểu người ta xe lại, còn ngoài Bình Thuận là người ta để sợi sợi các bạn. Chả cá này ăn ngọt ngọt các bạn, nhưng mà nó dai dai là ok các bạn. Có nhiều chỗ người ta pha bột không à. Nói chung là ở đây ok. Chả cá này nó dai dai. Còn bánh canh thì nó theo kiểu bánh canh của miền Tây các bạn. Ở trong Sài Gòn mình ăn bánh canh bự vậy nè. Còn ngoài miền Trung thì nó bán cái theo kiểu giống như cầm bún bò các bạn, nhỏ hơn. Còn ở đây là đúng chất là bánh canh Sài Gòn. Mấy cộng bơ, cộng bánh canh này. Nước leo thì mình thấy nó cũng bình thường. Cho một miếng giá sống vô nữa. Thì bên kia cái phần là 35.000 nha các bạn. Bánh canh chả cá 35.000. Tính kêu hủ tiếu mì ăn mà tự nhiên về Vũng Tàu ăn hủ tiếu mì. Thôi để về Sài Gòn ăn luôn các bạn. Ăn cũng được. Ok, bữa sáng cũng đã xong. Thì bây giờ mình xin mời mọi người đi dạo với mình một vòng ở biển Vũng Tàu. Thì cũng khá là lâu rồi mình mới quay lại Vũng Tàu các bạn. Nói chung là như vậy. Nó có một chút xíu gì đó, nó gọi là kiểu nó quen quen, lạ lạ các bạn. Đó, thì cũng hên là ngày hôm nay sáng sớm nó mây nó phủ luôn các bạn. Rất là đẹp. Nắng, có nắng. Nhưng mà không âm mưu các bạn cũng đỡ ha. Nhưng mà buổi chiều mới là ác liệt. Buổi chiều là âm mưu luôn, mưa bão luôn các bạn, rất là lớn luôn. Thì các bạn theo dõi video này chút xíu nữa thì mình sẽ quay cái cảnh mưa cho các bạn xem. Nói chung là mưa không, chả có chụp chọe gì được hết. Mưa bão liên miên luôn, lúc buổi chiều. Cũng hên là lúc mình về tới quốc lộ thì nó không còn mưa lớn các bạn, cũng đỡ cái phần đó, chứ mà mưa là dơ lắm các bạn ơi. Chạy nó kinh khủng lắm. Rồi, ok, trước mắt các bạn đang xem đó chính là quảng trường của thành phố Vũng Tàu nha. Nghe mấy cái cờ đó.
phía bên trái là biển nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quẹo phải để đi lên dốc Con Rồng ha. Dốc Con Rồng mà phải nói là 10 năm trước là có nhiều sự kiện rất là hot các bạn. Cụ thể là sự kiện đua xe các bạn. Năm nào cũng quẹo hết trơn á. Thời đó nói chung là cũng là khá là vui. Đó, nhưng mà không có gay gắt như bây giờ. Bây giờ thì các bạn trẻ chơi phá quá cho nên là bắt buộc là cái vấn đề an ninh ở thành phố Vũng Tàu đòi hỏi phải là gay gắt hơn nha các bạn. Để mà nói về cái Vũng Tàu ấy các bạn thì nó mang rất là nhiều kỷ niệm đối với dân 7x8x9x ha. Đó, khá là nhiều kỷ niệm ở cái thành phố Vũng Tàu này. Còn những bạn 2K thì về sau nó làm cái gì đó nó rất là mới mẻ rồi. Không còn mang một cái nét gọi là mộc mạc như xưa nữa. Mình lại nhớ tới cái thời mà của mình thì khá là vui. Rất là nhiều kỷ niệm các bạn. Thì ngay đây là cái chân đèo của... Phải là chân đèo, nói chung là dốc. Cái dốc, dốc Con Rồng. Ngày xưa nó không có to như vậy đâu các bạn. Nó cũng vừa phải à. Nhưng mà hồi đó nó có cái hình con rồng các bạn. Tuy nhiên là người ta trang trí những cái hình hoa này vậy này kia đồ. Có một cái con rồng. Ngay đây mình nhớ không lầm là bên phía tay trái. Không biết bên phải có hay không mà mình nhớ bên tay trái là có hình dáng con rồng. Làm bằng cái gì đó mình không nhớ nữa nhưng mà mình nhớ là màu vàng vàng. Đó, thì ngày xưa đường nó không có bự như bây giờ các bạn. Nó cũng kiểu nhỏ nhỏ thôi. Ở hướng này thì mình đi thẳng ra tới Hòn Rù Rì luôn các bạn. Hòn Rù Rì á, là ngày xưa là Hòn Rù Rì, còn bây giờ nó đổi lại là suối bên biển các bạn. Thì quán cà phê này rất là hot luôn. Chút xíu nữa mình sẽ đến và mình review thử cho các bạn xem sơ lược ở bên trong. Nói chung là cũng không review chi tiết các bạn, tại ngày hôm đó rất là đông luôn. Khá là đông nên là không có review được. Vòng vòng ở ngay chỗ cái vị trí ven biển này là cũng rất là thú vị. Rất là nhiều quán xá ha. Quán nhất là rất là nhiều quán nước luôn. Đó, thì bây giờ có cái dịch vụ mà xe điện đó các bạn. Xe điện chở theo rất là nhiều người nè. Hoặc là xe điện đi 2 người đó các bạn. Hình như là giá là khoảng 80 ngàn hay bao nhiêu á. Đó, nhìn thấy thành phố Vũng Tàu nó rất là nhiều thay đổi, mới mẻ lên. Nói chung là cũng là ngành du lịch nó phát triển các bạn. Bây giờ thì khu vực này mọc lên quán xá rất là nhiều ha. Ngày xưa thì không có đông như vậy đâu các bạn. Hôm nay là mình đi ngay cái ngày lễ, vừa xong cái ngày lễ 2 tháng 9 là mình ba tay. Ba tay hiện tại mình đang có mặt trong cái video này là ba tay nha các bạn. Thì thực sự ra thường thường mình làm video á, đối với những cái video mà mình chạy xe á, mình thường hay ghép nhạc vô và mình cho nó chạy xe vô luôn các bạn. Nhưng mà hôm nay là video này nó khác lạ hơn so với những video trước của mình. Thì mình cũng muốn tâm sự đến các bạn, cũng như là những anh chị nào đã từng đi Vũng Tàu, cũng như là lâu rồi, một thời gian khá là lâu rồi, 5 năm, 6 năm hay bao nhiêu đó thì không có quay lại Vũng Tàu. Thì không biết là khi mà mọi người xem cái video của mình á, có nhớ đến một cái kỷ niệm nào trên cái con đường này hay không, cũng như là cái quán ăn nào, quán nước nào, đến khúc nào thì anh chị đã từng đến đó nhưng mà lâu rồi không quay lại, thì cũng có thể xem cái video của mình để nhớ lại một thời kỷ niệm như thế nào đó. Nói chung là như vậy. Khu vực này bây giờ là mọc lên là rất là nhiều luôn. Nhà cửa mọc lên san sát luôn các bạn. Quán xá rất là nhiều luôn. Thì cái con đường này các bạn cũng có thể đi đến cáp treo Hồ Mây ha. Đó. Và cái đường lên cái ngọn đèo Hải Đăng các bạn. Đó. Đây mọc lên cái Catinat này các bạn. Cũng khá là hot luôn á. Cái đoạn này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Do là hôm nay trời nó nắng gắt đó các bạn. Giờ mà đường xá nhìn nó rõ rệt trên cái video của mình.
với lợ mây nó xanh nữa các bạn, rất là đẹp luôn ha. Hôm nay là ngày 3/9 các bạn, khá là đông luôn. Đi xuống đây. Trên đỡ đi chứ ai đi nhảy chứ ngồi giống như mình Tú, giống như mình Tú vừa to à, ê xếp lẹo à. Rồi ok, sau một hồi lay hoay mình đi tìm chỗ ngồi các bạn, thì ban đầu mình tính ngồi ở ngoài sát mé biển á, thì các bạn nhìn các bạn cũng biết rồi đó, nó chỗ đó rất là hot cho nên là rất là nhiều người ta dành nhau ngồi về đó, chỉ cần một người đứng dậy đi về thôi là người khác nhảy vô liền luôn, cho nên là canh ngồi vô đó rất là khó các bạn, tại vì hôm nay nó rơi vào dịp lễ nên là rất là đông. Có thể là những ngày thường thì mình ngồi ở đây rất là chill hơn, muốn ngồi ở đâu ngồi đó, ngày thường thì nó đỡ hơn, còn hôm nay ngày lễ thì rất là đông. Bây giờ thì mình sẽ ra đây, mình đứng xếp hàng để mình order nước các bạn. Tuy nhiên thì cái chỗ này mình thấy nó rất là nắng các bạn. Không biết là bên ban quản lý có nhận ra cái điều này hay không. Không phải là vì mình là con trai mà mình sợ nắng cái kiểu đồ, nhưng mà về phần phụ nữ, người ta đứng ngoài trời, người ta đứng xếp hàng đã lâu rồi à, đã vậy còn gặp nắng nữa các bạn. Phụ nữ ai mà chịu cho được đúng không? Đó, mình đứng ngay chỗ này là nắng cứ táp vào mặt các bạn. Nắng rát dã man luôn. Có thể là buổi sáng nắng nó nằm phía bên kia, chiều nắng nó qua bên đây, thì cũng mong là bên ban quản lý sắp xếp cho một hai cái dù để ngay chỗ vị trí mà đứng xếp hàng nó đỡ nắng hơn nha ban quản lý ơi. Một trà kiwi dưa lưới với một cà phê muối. Trà kiwi, kiwi dưa lưới, trà chuối dưa lưới. Thank you.
Đưa cho em quà. Ok các bạn, mình vừa order các bạn một trà kiwi dưa lưới, một cà phê muối nha. Đây, trà kiwi dưa lưới 65k, cà phê muối 49k các bạn. Thiếu nước reo các bạn. Cho qua. Đây, cà phê muối. Cà phê mà này. Cà phê muối giống Sài Gòn không? Đây, cà phê muối suối bên biển các bạn. Ngọt chưa? Ở đây bỏ nhiều sữa quá các bạn. Ngọt ngay à. 49 cành. Ê, cầm mấy cầm uống nhiều quá chút có chuyện hả? Uống nhiều quá chút có chuyện. Thank you.
Rồi xong, mưa chạy hết. Mưa các bạn ơi, chạy hết. Đi lên các bạn xem. Xui hai. Suối bên biển. Rồi, ok các bạn, chia tay suối bên biển nha. Hôm nay là ngày 3/9/2024. Mưa quá các bạn ơi. Cũng hơi là ngồi đường hồi nãy giờ cũng khá lâu á. Bây giờ thì chờ nó chuyển mưa. Ok, đây là con đường khá là quen thuộc nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ quẹo trái, mình lên trên ngọn hải đăng nha. Ở đường này khá quen thuộc đối với các bạn trẻ rồi. Lên ngọn hải đăng, ăn dưa u cô tiên với lại trứng ngọc đào nha.
Rồi xong luôn. Tới đây thì mình bị mắc mưa nha các bạn. Đó, mưa bắt đầu lớn các bạn. Thì chuyện mưa việc đầu tiên của mình đó chính là mình phải tháo cái camera nha các bạn. Đó, chứ mình quên để trên xe là ướt ư mấy chưa bạc luôn bé ơi. Đó, mình đóng cái camera lên nè, lúc này mình đang tháo các bạn. Vừa chạy xe vừa tháo luôn. Rồi, ok các bạn, mình vừa ra khỏi trung tâm thành phố Vũng Tàu ha. Thì đây là cái con đường mà khá là quen thuộc đối với các bạn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi về Sài Gòn. Và trước khi về mình sẽ bọc bao binh Long Sơn các bạn. Và cái con đường này mà khi mà các bạn đi từ hướng Sài Gòn lên á, các bạn đi theo hướng quốc lộ 51 á, tới cái đoạn đường này nó sẽ là một cái con đường. Ở trên bản đồ nó để là đường tránh quốc lộ 51 ha. Thì nó là đường Long Sơn các bạn. Các bạn sẽ đi vào, đi ngang cái khu nhà chăm họ. Đó, sau đó thì nó sẽ được dẫn các bạn đến ngay chỗ làng bè Long Sơn. Sau đó sẽ ra ngay cái đường này. Xem đến cái khúc này thì các bạn thấy cái video của mình nó ảo ảo sao đúng không? Giống như là mây nó đứng một chỗ các bạn, nó không hề bay luôn ha. Đó, các bạn xem mây nó đứng ngay một chỗ luôn, giống như là mình đang ghép cái mây vô vậy. Nhưng mà thực tế không phải các bạn. Mây nó đứng ngay một chỗ, nhìn nó rất là lạ lạ các bạn, không hề bay luôn. Đây là làng bè Long Sơn ha. Đó thì các bạn dòm hai bên phía bên chân cầu á, ở dưới cái biển các bạn, thì các bạn sẽ thấy được những cái bè dưới đó. Tuy nhiên thì video của mình thì quay không có rõ rệt ha, không có quay chi tiết, chỉ quay phía trên cầu vậy thôi. Nhưng mà các bạn dòm video thì bạn cũng thấy được là những cái bè nằm dưới, thì dưới đó ta kinh doanh về hải sản các bạn, đa số là hàu và những cái mặt hàng về hải sản khác. Giống như là các bạn cần ăn đồ biển các kiểu đồ thì có thể lên trên đó, người ta chế biến cho các bạn ăn. Vào cái năm 2016 các bạn, cũng là cái năm mà đầu tiên mình đi phượt các bạn. Phong trào đi phượt nổi lên từ lúc đó khá là hot luôn. Thì mình có một người bạn nhà ở khu vực này. Lúc đó tụi mình lên đây chơi thì bạn mình nó dắt ra khu vực này mua hàu các bạn. Nói chung là hàu mua ở đây khá là rẻ luôn các bạn. Đó, thì bây giờ cũng lâu rồi. Từ năm 2016, năm nay là năm 2024 rồi. Cũng 8 năm rồi các bạn. Bây giờ bạn mình không còn ở đây nữa, cho nên là lâu lâu chạy ngang ở đây thì mình cũng nhớ lại một chút kỷ niệm ở đây các bạn. Trước hồi mới bắt đầu đi phượt cũng khá là vui á. Rồi, đến cái đoạn này thì mình sẽ quay phải nha. Thì ngay cái khu vực vị trí này nó sẽ là khu vực của di tích văn hóa lịch sử nhà Trăm Họ ở địa phận Long Sơn nha các bạn. Các bạn dòm bên phía tay trái sẽ thấy có những ngôi nhà màu cam cam các bạn. Trong đó là cái khu di tích á. Thì trong này sẽ có 100 cái họ. Thì mình nghĩ tất nhiên là cái họ của các bạn cũng có thể sẽ nằm trong số 100 họ trong đó nha các bạn. Rồi, chạy nãy giờ buồn ngủ các bạn ơi. Muốn ngủ gật luôn á. Nên là mình tấp vô bò sữa Long Thành. Mình mua bò cụm mình uống. Uống bò cụm chứ không phải uống bò sữa Long Thành nha. Rồi, ok, chuyến tour Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm của mình xin phép được kết thúc video clip tại đây. Thì cũng rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến giờ phút này. Để ủng hộ tinh thần cho mình, nhớ nhấn nút like, subscribe cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và bye bye. Hẹn các bạn lại những video sau nha.